Xin chào các bác nha. Nên bên shop giới thiệu các bác về một loại đậu bắp xanh, đậu bắp khổng lồ, đậu bắp David đấy. Hàng này hàng của Mỹ các bác nha. Một gói này được 20 hạt ạ. Tỷ lệ lẻ mầm rất cao, nó rơi vào 80-90% đấy ạ. Đó. 20 hạt thôi, nó không có được nhiều, nhưng mà nó ra quả rất là to. Đấy, cho nên người ta gọi đấy là đậu bắp khổng lồ. Đó. Đấy, đây là bao bì mới của bên shop nha. Từ bây giờ thì bên shop sẽ sử dụng cái bao bì như này ạ. Đó. Sẽ thay hết những cái loại bao bì cũ trước, và đây là cái bao bì bên shop sẽ sử dụng mãi mãi. Đó. Đây. Một gói này thì được 20 hạt ạ. Giống này trồng rất là dễ nha, quả to lắm ạ. Quả to mà ngắn. Nó không phải là loại quả dài nhá. Diện về cái chiều ngang ấy thì nó to, thì đương nhiên là cái chiều dài nó sẽ không thể nào dài được hơn ạ. Đó.